Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tuổi Dậu trong tháng 9 âm lịch, tháng mới cuộc sống không được như ý. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Dậu về phương diện sự nghiệp và tình cảm phát triển không được cân bằng trong khoảng thời gian này. Bản mệnh thường xuyên phải đối diện với những điều không như ý trong cuộc sống. Song những người này cần phải có cái nhìn tích cực hơn về mọi người xung quanh của mình. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về tử vi trong tháng 9 âm lịch của những người tuổi Dậu sẽ như thế nào, xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi đón xem trong video dưới đây nhé. Tổng quan về tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 10 năm 2021 đến ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 dương lịch. Thiên can Mậu Thổ, địa chi Tuất Thổ. Tháng 9 thuộc Mậu Tuất dương mộc, tốt với những người mệnh hỏa, mệnh kim do mộc sinh cho hỏa và kim khắc mộc. Với những người mệnh hỏa, tháng này tốt nhất với các mệnh sơn đầu hỏa, sơn hạ hỏa, tích lịch hỏa và thiên thượng hỏa. Các ngũ hành hỏa khác thuộc thứ cát. Còn với mệnh kim bao gồm kiếm phong kim, kim mạch kim và thoa xuyến kim là tốt nhất. Còn với các mệnh kim chỉ thuộc hàng thứ cát mà thôi. Tháng 9 âm lịch sẽ xấu với các mệnh là thủy và thổ. Do thủy sinh cho mộc sẽ bị sinh xuất và mộc khắc thổ. Đây sẽ là hai trường hợp xấu nhất trong tháng 9 âm lịch. Với mạng thủy bao gồm các mệnh thiên hà thủy là xấu nhất, còn các mệnh thủy khác thuộc vào thứ hung. Còn với mệnh thổ, xấu nhất sẽ là lộ bằng thổ, đại trạch thổ, xa trung thổ, còn các thổ khác thuộc vào hàng thứ hung. Tổng quan về tử vi tháng 9 âm lịch của những người tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu trong tháng 9 âm lịch, con đường thăng tiến của bản mệnh gặp nhiều chông gai thử thách do chịu phải tác động của cục diện tương hại. Con giáp này làm việc gì thì cũng cần phải đề phòng cẩn thận trước sau, không nên tin tưởng bất cứ một ai một cách quá dễ dàng, đặc biệt là với những kẻ cố tình tỏ vẻ làm thân. Trong tháng này, tuổi Dậu có không ít những kẻ tiểu nhân trực chờ tìm cơ hội để hạ bệ bạn, khiến cho bạn liên tiếp gặp phải nhiều biến cố, làm ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó mà được thuận lợi, thường xuyên gặp phải và giải quyết những mâu thuẫn trong mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Chính vì thế mà việc tiến hành những dự án mới bắt buộc phải ngừng lại. Xét về phương diện sự nghiệp, những người tuổi Dậu trong tháng 9 về mặt sự nghiệp gặp phải cục diện tương hại. Tuổi Dậu trở nên nóng nảy, mâu thuẫn với đồng nghiệp hay những người cấp trên. Bản mệnh nên cố gắng giải quyết bất đồng một cách bình tĩnh nhất có thể, nhẹ nhàng, chớ nên nâng cao quan điểm của bản thân và hạ thấp ý kiến của người khác, khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng không cần thiết. Những người tuổi Dậu cũng không muốn mình vướng phải họa thị phi, tranh chấp. Khi có kẻ tiểu nhân xuất hiện, tuổi Dậu nên giữ đầu óc của mình thật tỉnh táo để có cách giải quyết sao cho phù hợp, bởi vì không phải lúc nào làm lớn chuyện là một ý kiến hay. Nhiều lúc con giáp có tài nhưng lại không gặp thời này cần phải lặng lẽ cố gắng dùng thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình. Kết quả cuối cùng sẽ khiến cho mọi người nhận ra ai là người đúng, ai là người sai. Đặc biệt, tuổi Dậu không nên ngây thơ tin theo những lời của những kẻ mình không thực sự hiểu rõ. Càng là người muốn tỏ ý thân thiết với mình lại càng phải cẩn thận và thận trọng. Có thể kẻ xấu đang cố tình làm lơi lỏng phòng bị của bạn, khiến cho bạn dễ dàng trở nên lơ là, mắc lỗi. Trong tháng 9, Nguyệt Lệnh Lâm vào Đất Tử cho thấy tuổi Dậu dễ có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi nhận ra mọi chuyện không phát triển theo định hướng mà mình mong muốn. Con giáp này cần liên tục nhắc nhở bản thân tiếp tục tiến lên, không nên vội vàng đầu hàng trước nghịch cảnh. Trong những trường hợp không tự giải quyết được vấn đề, tuổi Dậu hoàn toàn có thể trao đổi với những người đáng tin cậy, giàu kinh nghiệm hơn mình.
bạn sẽ nhanh chóng tìm ra định hướng đúng đắn nhất để khắc phục được những khó khăn và thử thách. Xét vào phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc của những người tuổi Dậu chưa có những bước tiến đáng kể nào trong khoảng thời gian này. Thậm chí, việc không bị lừa gạt gây ra hao tài tốn của đã là điều rất may mắn với những người tuổi Dậu. Chính vì thế, con giáp này cần phải hết sức cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định trong việc đầu tư, mua sắm. Với những người làm ăn, đầu tư kinh doanh, có thể sẽ phải tốn thời gian xử lý không ít những biến cố trong tháng 9 này. Có những biến cố phải tốn kém rất nhiều tiền bạc mới có thể giải quyết được. Tuổi Dậu cũng sẽ thường xuyên vất vả bôn ba trong công việc, hòa giải mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp hoặc chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ. Song kết quả thì chưa được như ý muốn. Tuy nhiên, tuổi Dậu cũng chớ vội lản lòng hay bỏ cuộc, bởi vì có thể bạn sẽ phải chờ đợi một thời gian nữa mới nhận thấy những công sức mình bỏ ra trước đó không hề uổng phí. Với những người làm công ăn lương thì cần phải cố gắng tập trung làm tốt nhiệm vụ được phân công, chớ nên phân tán chú ý gây ra những lỗi lầm đáng tiếc. Nếu mắc phải những lỗi sai nhẹ thì bị khiển trách, phạt tiền, nặng thì gây ra phiền phức cho tập thể, khiến cho mọi người có cái nhìn không tốt về bạn. Tháng 9, nguyệt lệnh Lâm Đất Tử khuyên những người tuổi Dậu không nên lẳng lặng quyết định mọi việc một mình. Để hạn chế những sai sót có thể xảy ra, bên cạnh việc cẩn thận cân nhắc, tuổi Dậu cũng nên trao đổi với những người đi trước hoặc những người mình thực sự tin tưởng trước khi đưa ra những quyết định mang tính trọng đại. Xét về phương diện sức khỏe, trước rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực của sự nghiệp, tài lộc thì sức khỏe của những người tuổi Dậu cũng khó mà lạc quan. Nguyệt lệnh Lâm Đất Tử cho thấy tuổi Dậu thường xuyên phải làm việc vất vả, lại thêm suy nghĩ lo lắng quá nhiều, thế nên cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, dễ mắc căn bệnh lặt vặt. Dù nhiều rắc rối có thể xảy đến, những người tuổi Dậu không nên suy nghĩ tiêu cực, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của mình. Tuổi Dậu nên học cách nhìn nhận vấn đề trên phương diện khác nhau, nhìn ra mặt tốt của sự việc để có thể lạc quan hơn, không đầu hàng trước những khó khăn, thử thách. Bên cạnh đó, dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng nên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại sức lực, đừng bắt cơ thể làm việc quá độ khiến cho mệt mỏi kéo dài hoặc bệnh tật trở nên nặng nề. Tử vi tháng 9 âm lịch chi tiết cho từng tuổi Dậu. Thứ nhất, tuổi Quý Dậu, 29 tuổi, nam Thổ Tú, nữ Vân Hớn. Những người tuổi Quý Dậu nam mạng trong tháng này thì vận trình rất tốt, tiền bạc, công việc có nhiều biến động, thế nhưng trong chiều hướng thuận lợi như dự định. Cần phải cẩn thận đề phòng tiểu nhân tranh phản gây ra ưu phiền về mặt tiền bạc, tình cảm. Nữ mạng tuổi Quý Dậu trong tháng này mặc dù gặp tháng tốt, thế nhưng vận trình tương đối xấu, chưa nên thực hiện những công việc mới nếu có. Tiền bạc đã hết bế tắc, đã đạt được như ý muốn. Tình cảm thì chớ có tình người quá nhiều, tránh đi xa, tránh những chuyện tranh cãi thị phi. Tuổi Tân Dậu, 49 tuổi âm lịch, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Những người tuổi Tân Dậu trong tháng 9 này mưu sự chưa được hành thông. Nam mạng Tân Dậu có điểm báo không vui về mặt tiền bạc. Nữ mạng tuổi Tân Dậu tình cảm tốt đẹp, thế nhưng cần phải cẩn thận kẻ tiểu nhân lừa gạt. Tuổi Kỷ Dậu, 53 tuổi âm lịch, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 9 có nhiều chuyển biến không được tốt đẹp, công việc, tiền bạc đều gặp bế tắc, còn gặp phải tai tiếng thị phi, gia đạo thường xuyên bất hòa. Tuổi Đinh Dậu, 65 tuổi, nam Thổ Tú, nữ Vân Hớn. Vận trình của những người tuổi Đinh Dậu nam mạng trong tháng này vẫn khá tốt, mọi sự đều có kết quả tốt đẹp, tiền bạc được như ý, có hoạch tài, tình cảm thì an vui. Nữ mạng trong tháng này thì mọi sự đều được hanh thông, may mắn, tốt đẹp, tình cảm gia đạo được yên bề gia thất. Tuổi Ất Dậu, 77 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú. Những người tuổi Ất Dậu nam mạng trong tháng 9 tuy có chuyển biến về mặt công việc trong chiều hướng xấu dần đi với những sự bế tắc, trắc trở. Trong cuộc sống có nhiều dự định không thể thực hiện được, cẩn thận về mặt tiền bạc,
Nữ mạng trong tháng này do gặp phải tháng khắc kỵ nên mưu sự trong công việc còn gặp rất nhiều bế tắc, tiền bạc thì không được hành thông thuận lợi. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tuổi Dậu trong tháng 9 âm lịch. Tháng mới cuộc sống không được như ý của kênh tử vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh tử vi. Xin chào và hẹn gặp lại.